7 9. 7. Còn thuộc số đó luôn rồi đó. 9. Dạ đúng rồi. Xỉu nữa rồi. Đâu có được không? Thằng tao tấn luôn. Cô dương, tôi không được vậy. Ta chính là thần đèn. Trời ơi, xuất sắc chưa? Mình nhảy thôi em. Trời ơi. Trời ơi, em 60 tuổi mà nhảy còn ngon thế nhỉ? Thì em là vũ sư mà, phải nhảy đúng mới được. Nhảy với em nào. Khoa nó nhảy càng rồi. Nhảy càng ngon. Khoa đâu có nhảy đâu, Khoa bước không à. Nó bằng Khoa rồi. Wow. Trời ơi, cái gốp à. Nó đứt cho Khoa, cái gốp không à. Trời ơi. Trời ơi, kia đâu vậy? Trời ơi, coi chừng gãy xương Khoa. Trời ơi. Anh vẫn như ngày nào. Em vẫn như ngày nào. Nhảy sung quá. Em muốn nói với anh một chuyện này, đó chính là lớp mình sắp có một bạn nhảy mới. Nhưng mà anh đừng lo, anh vẫn là học sinh mà em yêu thích nhất. Chứ anh đừng có lo nha. Nhưng mà em vẫn phải đi kiếm thêm, phải có thêm học viên khác thì em mới có thể duy trì được cái lớp nhảy này được. Không sao đâu, càng đông càng vui mà. Đúng rồi. Người đó đâu em? Hưng ơi. Quá trời Hưng ơi. Anh tới đây để nhảy cùng em nè Hương. Hương ơi. Em nè. Hương đâu? Em nè. Hương. Bận quá. Hương ơi. Nắm tay Dương Lâm. Đây. Em nè. Đúng rồi. Cái Hương này là Hương của Hương rồi. Hương ơi. Ôi, anh đi đường xa xôi đến đây để muốn nhảy cùng Hương. Nào, chúng ta hãy trội nhạc lên và quất một bản nhạc tới nái nào Hương ơi. Có nhạc tới nái nữa, trời, nó ghê quá. Lắc đầu. Lui lại. Chúng răng giả rồi. Cái răng giả. Lắc rớt răng giả rồi. Hồi nãy đâu có duyên tới cảnh rớt răng giả. Em. Ok, lại nhạc nè. Lại lùi okay. Nha. Đứng sân khấu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lùi lại. 1, 2, 3, 4, 5. Lắc đầu. Ghê quá Lâm ơi. Được rồi. Sao cái môi lòng thòng vậy? Hay quá. Anh này già mắt mũi kèm nhem rồi mà nhảy này rớt răng giả nhức đầu quá Hương ơi. Sao em thấy anh có vẻ sức khỏe đi xuống lắm rồi. Không có xuống em ơi, từ ngày mà nhảy chung với Hương, trời ơi, anh cảm giác sinh lực của anh khỏe khoắn quá Hương à. Còn đây là bạn chung lớp với cả anh đây. Chung lớp ai vậy? Anh Khoa. À. Chào anh. Chào anh. Anh nhảy cái quái quỷ gì vậy? Là sao vậy anh? Anh tới anh phải tôn trọng người ta chứ. Tôi không có thấy anh à. Chẳng hay anh là ai vậy? Tôi là bạn nhảy của Hương. Bạn nhảy của Hương à? Tôi muốn thách đấu với anh. Ôi trời ơi. Anh muốn thách đấu cái quái quỷ gì? Tại sao cái thòi là quái quỷ hoài vậy? Anh nói tôi là quỷ à? Anh muốn thách đấu cái quỷ quái gì? Tôi là mấy chục năm kinh nghiệm nhảy dancer, đen bóc, đen gì tôi cũng quất hết. Bây giờ anh muốn chơi cái gì? Vans. Ok. 1, 2, 3, music. Nó nhảy gì qua đâu. Nó lì chứ sao. Ủa? Bắn xe tăng mà. Lại đi. Điều nhảy gì mà. 1, 2, 3, music. Sao vòng ra tới đây nè. Ra tới đây luôn nè, vòng. Con đá cái chân vô giữa, đúng rồi. Như vậy nó ra phan. Động tác này thốn quá không anh? Hay anh nói nghe nè.
Biết sao không? Hồi nãy giờ em thấy hai người diễn vui quá, cho nên để hai người diễn, chứ nãy giờ diễn sai hết trơn rồi. Tiếp theo là phải thế nào? Tiếp theo là gì? Đầu tiên là khoai nhảy tango. Mà cái luật ở trong đây á, là diễn sai là phải diễn lại hết. Cho nên hai người làm vui quá, tụi tôi để im cho coi luôn. Quên luôn. À, quên luôn. Cuốn heo quá. Cuốn quá. Có nghĩa là Khoa phải nhảy với... tango với Hương trước. Với bạn em à. Anh nói cái thị phạm cái đi. Anh nhảy cái quái quỷ gì vậy? Thì anh nhảy sao tôi đu theo vậy mà. Để tôi thị phạm với Hương cho anh coi. Để tôi với Hương cho. Nãy giờ anh nhảy chưa thấy chán hả? Anh ấy là người già ở đây cho nên là thị phạm sẽ tốt hơn cho anh. Anh đứng anh nghỉ mệt chút xíu okay, nha. Ok. Rồi. 1, 2, 3, music. Wow. Rồi qua bên kia, qua bên kia đã. Qua bên kia lắc lần nữa. Rồi lắc đầu. Rồi trở lại giữa. Ôm lên xoay một vòng đúng rồi. Đúng rồi, ôm lên xoay một vòng. Trời ơi. Ê. Thấy ghê không, ôm như cái bó củi vậy. Oh. Thấy chưa? Đấy, nó gọi là nét đẹp của tango. Tôi mắc mũi tèm nhè mà thấy cái lọt khe nữa, tôi không ứa ghe này à. Cái gì mà thuộc vậy vậy? Hả? Đó là kỹ thuật của tango. Không có kỹ thuật nào, cái đó là phi nghệ thuật. Để tôi. Tôi với cả anh Lâm đúng không? Anh đứng dậy nổi không? Anh Khoa ơi, anh bị thòng tim rồi. Trời ơi, đau tôi lên. Ok. Sao người ta diễn không có già lắm mà anh già thế? 1, 2, 3, music. Lắc đầu rồi, đi qua đây, xích lại đây. Xích nữa. Rồi. Giờ bị bộ té nha. Anh Lâm, anh có biết ca sĩ Emma không? Biết. Tôi là má nó. Em má. Em má? Đúng rồi. Không, không. Nhưng mà tôi đã có Quỳnh Quỳnh rồi. Không. Thôi đi. Tôi tức lắm rồi. Tại sao anh lại hôn Hương? Không có. Check camera an ninh liền, tôi không có hôn Hương. Hương chủ động hôn tôi. Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Nói nhiều quá. Bây giờ đàn ông không cãi lộn, đàn ông là muốn là quất một trận liền. Anh muốn quất trận gì? Thục bia. Không không. Không có. Đá gà. Chứ làm gì? Ghê quá. Hip hop. Nếu như hip hop là đúng sở trường của tôi rồi. Tôi còn nhớ năm tôi 20 tuổi, các đấu trường hip hop là tôi làm trâm hip hop. Không biết thớ mai đứng vậy chứ không có gì. Chiêu đầu tiên. Ghê không? Như con trâu nước kìa. Tôi thấy cái điệu nhảy của anh nó cùi bắp lắm. Nó không có hip hop never die. Đó. Never die. Yo. Tôi muốn lấy kìa. Cái này nó gọi là cắt kéo. Bây giờ cắt kéo ngược nè. Cùi bắp. Cùi bắp anh nhảy điệu kia đi. Anh làm được điều này không? Rồi. Rồi nhảy ra luôn. Được rồi. Wow. Ta chưa. Cởi giày luôn kìa. Đôi giày trơn lắm nha. Đôi giày nhớ trơn. Here we go.
Vậy đó, diễn rồi đừng có quạo nha, vô duyên nha. Em mà anh tưởng điệu đấy tôi không nhảy được đúng không? Nhảy đi. Tôi không nhảy được thật á. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Trời ơi kìa, kìa hướng kìa. Bất quân thắng bại. Hương, xem điên vậy. À Hương, trời ơi, tôi bị hở van tim. Bây giờ tim tôi đập bình 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 bình. Tôi không chịu nổi rồi. Hai anh về nhà anh nghỉ mệt đi, hôm sau mình đến họp nghỉ thầy học tiếp. Tôi muốn hô hấp nhân tạo. Hương ơi, Hương ơi, Hương ơi, mua hô hấp nhân tạo. Tôi về đi, nó không thấy mệt hả? Đấy giết tới đấy thì người ta về rồi. Ok, bây giờ tôi về, ngày mai tôi tới. Nếu ngày mai tôi không tới thì hai người đến. Ôi diễn em không à. Bữa sau quay lại đấu hip hop nha. Đúng rồi, chơi ông luôn. Chắc là đau, chắc là đau. Đó trời, vẫn còn nhảy chưa? Nó chưa mệt, nó chưa mệt. Thành phần xấu về rồi Hương à. Anh em mới nói với anh là trong lớp học này á, mỗi vị khách là mỗi sự đối xử khác nhau, chứ anh đừng có nóng tính quá. Không phải, thằng đấy không nóng không được. Thôi bây giờ nè, nhảy một điệu nhảy với em đi. Em thích nhảy như vậy lắm luôn nè. Anh không thích mà lắm nha. Mà làm gì vậy? Qua nó nhảy gì á? Nó dép của anh đâu rồi? Thôi đủ rồi Hương à. Ủa em còn sống hả Lâm? Trời ơi tụi em chết không chị Hương. Thật sự á là cái mệt của anh là do anh diễn thêm. Hồi nãy chị có bỏ qua cho em một cái, trước khi nhảy tango té là em có phải nhảy van. Thuận có nhắc chị mà chị nói thôi. Hồi cái khúc rụng răng em coi như bù đi chị Hương. Đúng rồi. Cực quá trời cực em rồi. Tại em diễn thêm chứ đây đâu có ai làm dữ vậy. Thì đó. Mà nãy anh Lâm có động tác á, nếu mà anh Lâm diễn trước chắc mấy người sau không ai nhảy được luôn. Gì vậy? Cái lúc mà lắc đầu á, em với chị Hương thấy cái môi gần như văng ra ngoài luôn á. Cái môi nó lòng thòng vậy đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nói chung là ba đứa xuất sắc luôn. Trời đất, trời thiệt. Vô cái nhà buồn rồi mà còn mở cái nhạc buồn nữa. Đáng lý là vô đây là phải nhạc rộn ràng đồ cho người ta vui. Nhà không có một miếng nước uống luôn. Anh Dương, anh Dương. Vậy à? Anh Dương à. Vậy à? Yêu cầu anh tiếp khách, anh phải đem nước nôi đồ ra, yến đồ ra cho tôi ăn. Cái gì? Anh đừng có thấy anh quá vợ rồi là kể như là tôi thích qua đây chơi là anh muốn lộng hành. Qua là mở cái nhạc buồn gầu nữa, tâm trạng nó tuột xuống. Bà qua nhà tôi bà đòi ăn cái gì? Xăm yến gì không? Xăm yến hả? Ừ. Một é bà ăn không? Cũng được, miễn có cái gì nhớt nhớt nuốt là vui lòng. Chứ vợ khác thiết quá. Vậy hả? Vậy bún xà bông đi. Nó nhớt họng bà. Ông xong kỳ quá. Tôi nói nghe nha, bị cái xóm này là có một mình ông dễ thương là tại vì ông quá vợ. Nhiều khi qua chơi với ông người ta không có nói này nói nọ. Đó. Thì bà cũng dễ thương, bà thì cũng được cái chết chồng. Chưa nha. Ủa chưa hả? Trời ơi chồng tôi sống sờ sờ. Ủa vậy hả? Vậy tôi tưởng chồng bà chết không chứ. Đâu có liên quan. Ai cũng đồn chồng bà chết, nó chồng bà chết mà qua đây. Tại vì ông chồng tôi phái bận đồ trắng. Dạ. Ừ, mà cứ ngộ kìa là bận đồ trắng thì ta buổi sáng có đi đi. Ông đợi tối chứ 7 8 giờ đó trời mà hừm hừm á. Cái là bà ông bận bộ đồ trắng đi ngang mà đê người ta tưởng chết rồi giống nó hiện về. Ông còn sống, ông lên nhà thờ tổ cho nó mở. Vậy đó hả? Ừ. Mới có ly thân thú vị thôi à. Ngôn từ gì mà nó lạ lùng vậy? Đâu có gì đâu lạ. Cái cuộc hôn nhân nào mà ở chừng 30 năm là nhìn mặt là thấy ghét dữ lắm. Thiệt. Tự nhiên ly thân ra mỗi đứa nhà ở nó thú vị lắm. Nói chứ bà qua đây hoài hàng xóm cũng dị nghị bà ơi. Dị nghị hả? Ờ bà qua gì vậy bà thôi qua. Tôi về. Về. Ê thôi. Ông cũng mê tôi á. Cũng mê. Rồi tôi với ông ngồi đây nói với sớm mơ luôn. Cái thằng già vé giò vé số nó không vô luôn. Là bị nó vui á, nó thấy vui á. Ủa mới nhắc nó tới nè. Thấy vô như con trâu nước gì ra. Mãi đây nè. Qua nhà kiếm mày không thấy. Mày qua kiếm gì chi? Dạ mời mua vé số. Thôi qua mua rồi, qua không có tiền còn mượn cha này 10 ngàn nè. Chú Dương mua giùm con vé số. Không trời, bà mua tao không chơi số mày. Thôi mua giùm tao vé số đi. Thôi thôi vé số trúng không? Bao trúng không? Bao trúng chú luôn. Để dành giò đi. Hả? Ê nó nghe là vụ giò nè, sao mày không kêu con giò mày? Mà mua số vé số số mấy vậy? Tôi đâu biết mua vé số quỷ này đưa nè con có vé giò giò đi nè. Giò. Dạ. Vé giò. Vé giò. Ê qua đây đi, tôi với ông giò cho vui. Rồi dạ. Đọc nè. Ủa con đọc vậy đặc biệt luôn hả? Đọc đặc biệt cái lấy gì á? Đọc cái kia tới mai. Vô. Vô. Dạ số 3.
số 3 không, một số 3. Tiếp theo vẫn là một con số 3 nè. Một con số 3. Tiếp theo là số 6 à. Trời. Ủa có con số 6 nha, có số 6 mọi có số 0. Số 0. Ai con đọc tờ giấy khác lộn lộn. Ủa lộn. Cái này, nó xé một cái là chết rồi. Trời ơi, xé cái là chết tôi rồi. Chú Dương. Gì? Chú bình tĩnh lại. Chú vô gì chú dục tờ giấy số người ta rồi. Chú gì đọc tờ giấy số dục rồi rồi. Dạ có số 0 không ạ? Có số 0. Có số 0. Ôi đại gì vậy? Dạ. Sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ ạ. Vô học luôn Cần Thơ. Cần Thơ rõ ràng. Vậy là chúng mấy số rồi em? 3 số rồi. Còn 3 số nữa. Dạ. Rồi. Tiếp theo. Số 9. Số 9 không có dùng. Số 9 đảo ngược ạ. Số 9 đảo ngược. Số 6 hả? Dạ. Thằng giỡn quá. Cái thằng đưa giỡn là hồi hộp quá. Có số 6 thiệt mà. Không có số 6 thiệt ca bắt đầu giờ dung rồi nè. Bắt đầu hơi dung. Phải dung chứ. Tại vì nè, 3306 nè coi rõ ràng. 3306 mà nói số 9 lật ngược, hiểu không? Xém dục lụm lợi. Xé cái là xu luôn. Xu cà na nha, bè bà nha. Rồi đúng không? Tiếp không? Rồi okay. Tiếp nè. Hai con số cuối cùng nha. Hai con cuối cùng. Cái này vô, cái này mình trúng độc đắc luôn. Rồi, 3306 rồi. 3306. Mẹ mày đừng có nói thứ của gì nghe. Thứ gì thứ mấy? Gì thứ bảy. Dạ. Có cây gậy thôi. Trời ơi, buồn rồi. Xé đi, xé đi con, xé đi. Sao? Số 7 có đó. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, đừng có làm vậy nha. Hiện giờ là có 5 con số rồi nè, 33067 rồi nha. Một dạ. Số nữa. Sao 7? Gồng. Ê, gồng tôi hỏi ôm quá ba. Tao đánh giá tôi. Tiếp nha. Số. Kiên thiết. Thành phố. Cần Thơ. Đúng rồi không? Ba đặc biệt. Ba không sáu bảy. Nó nghe là chúng đặc biệt có chi cho con không? Mày đọc cái tao hồi hộp thôi, tao bị bệnh nữa mà thôi, tao thiệt á. Dạ số cuối cùng nha. Số cuối cùng là 66 ạ. Trời ơi, số nữa, số ra nữa, xui thiệt luôn. Ê, có bao giờ mình được trúng cái giải khuyến khích không? Đây, con cho nãy giờ con làm vậy là con cho mọi người thấy cái sự đối mặt của cuộc đời á. Thật sự là 66 đảo ngược là 69. Trúng độc đắc rồi. Mày trúng độc đắc rồi. Ghê không? Giỡn tôi toán trong mặt, mày giỡn hoài. Nhìn đi. Đọc đi. Nhìn đi. Số mấy? Trời ơi, đây nè. Số mấy? Ok. Nhà cả rồi. Thôi mắt tôi tèm nhèm không thấy, bà đọc luôn đi. Ông đọc cho tôi dò đi, tôi run quá. Ba. Chết cha đường tôi tới mắt cậu ơi. Nó mở mắt tôi rồi, bà có. Có. Ba. Không. Không. Có. Sáu. Có. Bảy. Chín. Bảy ơi. Bảy ơi, tỉnh bảy ơi, có gì mình còn lắm ai tiền vậy? Nữa. Ai vậy? Trời ơi, tiền mới vô mà chết rồi. Cái mặt mớm vậy. Bảy ổn không? Gì vậy ba? Tiền mới vô lăn ra chết rồi. Ba. Không. 330, 67. 6. 79. Còn thuộc số đó luôn rồi đó. 9. Dạ đúng rồi. Xử nữa rồi. Đâu có được đâu. Thằng tao tấn luôn. Cứu vô, tôi không được vậy. Bảy chú trả lại cho bảy. Ủa chứ. Sao bà xỉu mà? Không có, cái nhà này nhà của ông Hợp, chẳng lẽ ông lấy giờ số ông chạy. Cái nhà dù gì cũng 2 tỷ rưỡi, cái tờ giống với số có 2 tỷ hả? Nhưng mà tôi, người của tôi sống ở trên đời này, tôi ăn chay mà. Bà ăn chay? Tháng 2 ngày. Phước lành tới rồi. Ê, dạ đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị Dương. Hôm qua chị Dương, chị phù hộ cho tôi. Trời đất ơi, vậy là tôi trúng độc đắc tôi được 2 tỷ. Hôm qua anh cho tôi mượn 10.000 nữa đúng không? Đúng rồi. Anh có cho tôi mượn 10.000 tôi mới mua tờ giấy số 10.000. Đúng rồi, như vậy là biết bà nhớ công của tôi. Trời đất ơi, làm sao mà tôi quên được, tôi sẽ trả cho anh 10.000 chứ. Bây giờ sao giờ tôi đi lãnh 2 tỷ. Khoan. Là tôi về tôi trả cho anh 10.000 nha. Nhiều. 10.000 với là tôi mua thêm 5 chép mình bát được cúng chị. Dơ, vậy là chơi dơ. Bậy, vậy là bậy đúng không? Bậy dơ, chơi dơ. Chơi dơ, không vậy thì không được. Tính sao? Dù gì mình cũng trúng số. Không, này là không có chỗ của mày, chỗ tao bả thôi, mày quăng đây đi. Không có, nó bán cái số cho mình là cái vía của nó hơn. Sống ở đời mình phải có biết đức, có tiền vô là mình phải bỏ cho ra. Dạ, đúng mỗi rồi. Đứa 100.000. Bà tính sao bà ra khỏi nhà tôi được nha. Bảy không nói vậy nè. Không ấy, bảy cho con 7 triệu thôi được rồi. Trời, cái thằng dễ thương dễ sợ. Nói nghe nè, bây giờ con chạy ra con coi cái đại lý nào ở trong tỉnh của mình á mà người ta có đủ cái khả năng mà là trả tiền cho bảy đó, rồi bảy ra bảy đổi tiền. Con dẫn bảy đi luôn. Con chạy ra con coi con cái bảy nghe không? Vậy con đi nha. Con đi coi trước nha. Chạy ra coi đi. Nói nghe là con đừng nói nghe là bảy trúng số nghe không?
Ủa sao vậy? Đừng nói ai nghe hết trơn á. Tiền bạc lên mình nói vô đừng nói ra, sợ bị ăn trộm. Đúng rồi. Trời, không nói ai nghe hết. Ừ, đừng bao giờ nói là bãi để tiền ở bên cái túi tay phải. Ngu bà, ngu quá ngu. Không, mình đó còn ở đây mình giả bộ nói vậy thôi, chứ thực ra tôi bỏ trong túi tay trái. Hay quá vậy. Ừ, thông minh chứ bộ. Nhất đời. Nhất đời. Nhất đời mới chơi với ông chứ nhì đời ai cho vô đây chơi. Nói nghe nè. Bây giờ là tôi bàn ông, tôi nói nghe này nè. Đừng cho con cái nó biết cái tiền này. Đúng rồi, nó mà biết cái bà công chia 3, chia 4 mà nó biết cái tiền này một cái là nó chia, nó nói với chồng tôi á là phải chia cho con trai chồng tôi nữa. Đúng rồi. Cho nên bây giờ nè, tôi với ông đưa tay đây. Đưa tay đây nào. Máy bên nhau bành nha. Bên nhau bành nhé. Có phước cùng hưởng. Có quà. Có quà từ ông đi. Thời này đặt của hai đứa mình. Đúng không? Có phước mình cùng hưởng. Nhất định không nói với ai. Ông thề đi. Tôi thề, sống để bụng chết mang theo. Đúng rồi. Suốt cuộc đời này chỉ có bảy hương mà thôi. Đúng rồi. Hai đứa mình âm thầm, âm thầm. Âm thầm. Đi khỏi nơi này. Đi khỏi nơi này. Ê, nó nghe mà tôi với ông trúng số đâu có công chuyện gì đâu mà lén lút. Đi ngang lên. Đi ngang lên. Ngẩng mặt lên chứ đời. Đúng rồi. Đi lãnh tiền mà. Trời ơi, cưng ơi, cưng đi làm về muốn qua thăm cưng một cái ghê á. Ghê gì đó. Gì đó. Gì tự nhiên mặt quạo đeo vậy? Ông qua đây làm gì vậy? Qua thăm em chứ gì. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Em mới biết một bí mật hơi bị khó nói. Trời, có gì đâu anh với em không có gì đâu khó nói. Chuyện gì nói, anh nghe anh giải quyết cho. Anh bên cạnh em để giải quyết những cái rắc rối của em. Có gì bình tĩnh nói cho anh nghe. Bình tĩnh lại. Hít thở. Nói. Ba của em đang trong mối quan hệ nghiêm túc với má anh. Hai phụ huynh đang thích nhau, yêu nhau thật sự. Lúc nãy em nghe bảo là phải giấu con cái, không cho con cái biết. Em, chuyện này không giỡn được đâu nha. Thiệt. Ba anh với má anh mới có ly thân rồi mà sao đến với ba em được? Nhưng mà chung quy là dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng muốn ba em hạnh phúc à. Nhưng mà tại sao em nói chuyện đó, em thấy cái gì mà em nói như vậy? Em thấy ba em với cả má anh nắm tay nhau ở đây. Con nói là hả? Xì, không được nói cho con cái biết. Thề non hẹn ước ở đây nữa. Một cái lời thề mà anh hay thề với em đó. Anh thề nhiều lắm anh đâu nhớ đâu. Thề là có chuyện gì á thì cũng bảo vệ cho em. Kiểu vậy á. Bởi nên em mới nghi. Cha má tía mẹ ơi, chuyện gì đang đổ lên gia đình tôi vậy? Cái gì vậy, anh với em gần cưới nhau mà bây giờ ba má xảy ra chuyện này? Phi anh... ơi. Ủa? Sao nhà cửa không có rồi, ba về nhà không thấy qua hết rồi, mẹ anh đi đâu rồi? Ủa chứ mẹ không có ở nhà hả? Ừ. Trời ba ơi ba. Thôi đừng có nói. Làm sao mà không nói được hạnh phúc gia đình của anh mà làm sao em cấm ba anh được? Ba biết rồi. Ba biết hết rồi hả? Chứ sao nữa? Ba con nghĩ là có chuyện gì hiểu lầm ấy. Ý là cái chuyện là ba biết hai đứa mày yêu nhau là ba biết rồi, giấu làm cái gì nữa? Vậy là chú chưa biết. Ba chỉ mới biết chuyện con với em thôi hả? Ừ, hai đứa mày yêu nhau ba thấy là hợp rồi đấy. Có gì lựa lời nói với má mày một tiếng. Bây giờ ba đứng giữa ba lập chủ cho con đi. Anh đừng có nói nữa chú. Em để cho nói chuyện với ba. Chú đóng ba em rồi sao? Ba ủng hộ cái mối tình này, ba ủng hộ con cưới em. Nhưng mà làm sao mà cưới được trong khi ba biết chuyện gì chưa? Má đang cặp bộ với ba bên này nè. Mày mới nói cái gì? Vợ ba là kiểu bà xui với ông xui, hai người gặp nhau xui. Ba em mất mẹ em lâu lắm rồi thì dù gì em cũng ba em hạnh phúc chứ bộ. Anh nói ba vậy em là người hư. Bây giờ mình làm lớn chuyện đi ba. Con ơi, con này ba ơi, ba em chạy không được chạy nói. Chạy đi ba ơi, em không được nói gì hết. Em không được nói gì hết. Núp vô đây ba, núp vô đây ba. Vui quá là vui. Vô trời ơi, ai đi shopping được. Trời ơi, bởi vậy thú vị dễ sợ. Thời tới cả không kịp. Hai đứa mình hợp ý nhau. Đúng rồi. Tôi mua cái đó là mua cái đó liền. Chú ơi, chú. Buông cơ thể nhau ra. Có ôm ấp gì đâu mà kêu buông. Trời ơi, sát nhau như thế còn gì nữa. Đi về tình tứ rồi, ôi mua đồ gì mà shopping. Đây. Thiệt á. Mua đồ cho con. Thôi cảm ơn ba. À trời. Bà muốn tôi chết lắm rồi đúng không? Bà muốn tôi chết rồi, bà qua lại với cái thằng cha này đúng không? Thôi chú đừng có nói như vậy, dù gì ba con như nào con cũng muốn ba con hạnh phúc. Hạnh phúc cái gì bây giờ? Con chấp nhận cô, mẹ, con chấp nhận hết.
chú Dương, chú ép quá con qua con giật chú nha chú Dương. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, sao chú có thể có hoài hạnh phúc gia đình con như vậy? Chú với mẹ con là như thế nào chú nói rõ đi. Để tôi nói. Đó, trời ơi, tôi thích thằng này nữa. Tôi thích thằng này nữa, tôi thích thằng này nữa. Mày ơi. Nó đẹp trai, nó đẹp trai. Thích dễ. Mày. Sao? Nói bảy nghe. Lấy tiền rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Con qua lấy 7 triệu. Ừ, có chứ. Phải cho con chứ. Con là trai đẹp cho nên là con có quyền có tiền. Ủa, sao nay nhà mình không đủ vậy? Cho tiền trai trẻ nữa kịp ba. Của tôi đâu, của tôi đâu? Trai trẻ sao không thích được, trai già thích luôn. Chia đi, chia đi. Vui quá, vui quá. Biết sao không? Bảy mới trúng số. Ồ. Ủa, trúng số hả? Mà không có trúng thường. Trúng độc đắc. Vậy là bà trúng số và cố tình đẩy tôi lên núi để bà với ông Dương này hưởng một mình đúng không? Không, ông đi lên núi cách đây 3 năm rồi. Còn tôi mới trúng số cách đây có 3 tiếng à. Ủa chú, nhưng mà hai người này đâu có tình cảm với nhau đâu. Ủa, vậy sao nãy em thấy nó phải nắm chân mà. Không có. Là chú Dương rồi cho bên em mượn 10 ngàn thôi. Xong rồi cô này mua vé số con là trúng số chứ không có tình cảm với nhau. Ủa sao thì sao nãy em nghe nói là không cho con cái biết gì đó. Ủa là sao? Tại vì nguyên cái hành trình mà mua vé số của tụi tôi đó là tôi có khấn chỉ nhà đàng hoàng. Nhờ thằng nhỏ nó hên nó bán cho tôi tờ vé số. Bây giờ tôi trúng được 2 tỷ, tôi cho nó 7 triệu. Tôi 700 triệu. Tôi 700 triệu là ông cho tôi mượn 10 ngàn. Đó. Bây giờ tôi còn 1 tỷ 3. Ủa vậy là cái chuyện giấu giếm mà. Tụi con má đãi 300 triệu, má còn 1 tỷ dưỡng già. Chuyện tới nước này rồi con nghĩ là bà nên qua bên đó quỳ gối xin lỗi mẹ đi. Nãy ba căng mày không nói ba. À, bà, thật sự thì hôm bữa tôi có đi coi bói. Thầy bói nói là hai đứa mình phải ly thân một chút xíu thì bà mới đúng trúng được vé số. Cho nên là tôi mới quyết định tôi ly thân chứ thật ra tôi nhớ bà lắm. Ông đừng có xạo. Ông ghen bóng, ghen gió, ghen bậy, ghen bạ. Anh đây dù gì là ngày xưa cũng là cái người hả? Từ đem ông từ ngoài Hà Nội xa xôi vô đây để mà tôi với ông lấy nhau. Nghe đây là người ơn của mình. Ngày xưa ông là chủ hãng xe. Ông cho ông làm lơ xe bên đường thôi. Chở ông vô tới đây để cưới tôi luôn. Mà bây giờ anh phản phế ảnh mà giờ vợ ảnh mất rồi. Mình qua mình bà con xa không bằng láng giềng gần. Người ta lớn tuổi dù gì cũng là người ơn. Lâu lâu đem miếng cái cây qua cúng chị. Là ông chửi tôi. Ông nói tôi là tôi mê ổng. Tôi mê cặp môi của ổng. Nói thật là 3 tháng nay ở trên núi tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ gì? Tôi cũng thấy là nhiều lúc tôi hơi sai. Quá sai chứ hơi gì. Nhưng mà thật sự 3 tháng này trên núi tôi nhớ bà lắm. Đêm đêm mò về nhìn bà mà không dám mò vào giường lại phải mò lại lên núi. Ừ. Thật sự là cũng quê. Người ta mới nói ông là tưởng cái vong ông về đó. Ông đó. Ông nói sao giống như là người giống chết. Giống như trong đêm đêm vào từng cơn gió về âm vi vu dường như thét gọng ra bao la êm nghĩa tràn lạnh lùng. Tưởng thấy ông không đó? Đó là mưa. Như là giống vậy đó. Bây giờ là ông với bà cứ như quề với nhau. Rồi hai bay sao bây giờ má bị trúng đậm quá rồi hai bay tính tới luôn đi. Rồi tao gả con gái tao cho. Rồi sẵn trúng số mà làm cái hoành tráng luôn mà tất cả bà con quất một cái là du quy đại náo luôn được không? Nè, 700 triệu mà tặng cho ổng đó coi như là của hồi môn của con chứ của ai? Đãi cái đám cưới 300 triệu chứ còn ai? Còn 1 tỷ một mình bác xài. Còn cái vụ mà có huệ không tính sao? Rồi còn trần trời nữa tháng sau mình làm đám cưới. Thì ra đây chính là chiếc đèn thần trong truyền thuyết. Cứ mỗi lần tra chiếc đèn này thì tất cả mọi người sẽ mệt. Được, chà thôi. Gì đây? Chà nhẹ vào mông. Trời ơi, ui dồi. Cái đầu ông đập trúng con dây điện. Khối thịt này là ai? Khối thịt. Ta không giấu gì mọi người. Ta chính là thần đèn. Đúng là thần đèn. Vừa xuất hiện ta đã nghe một tiếng va chạm cùng với đèn. Thần đèn đây sao? Đúng rồi, ta chính là thần đèn. Dối gian, đi vô.
Trời ơi, trời đất ơi, có cái giật. Thần đèn người ta xuất hiện là khói bay, đi như không nghe tiếng động. Thần đèn gì ra mầm sao với lô vậy? Giàn dối, giàn dối. Tao phải kêu thần đèn thiệt ra thôi. Thần đèn ơi, ráng lần này nữa nha. Lần này nữa là hết rồi. Ôi. Vẫn là khối thịt đó. Thần đen. Búng búng cái giò ngồi vậy được không? Búng được không? Búng. Sao? Sao vậy đó? Trời ơi. Khủng khiếp. Ngoài biến này biến nọ, thần đèn còn có tiệc chiêu quỷ diệt nữa. Vâng, đoàn xiếc Trung ương xin chào quý vị các bạn. Thần đèn. Đúng rồi, ta chính là thần đèn. Tuyệt vời. Sao lại né? Ủa vậy hai sợ quá vậy? Phải vô thành một khối vậy nè. Ghê quá, sợ quá, diễn đùng đùng ghê quá. Ok, vô. Thần đèn. Ôi, ôi, lần đầu tiên ta gặp một thần đèn ăn mặc như shipper như vậy. Đúng rồi, ta chính là thần đèn. Thần đèn, vậy là ông có thật. Đúng, ta chính là thần đèn. Quay xuống. Ta là chủ nhân của ngươi đây. Chủ nhân, ngươi muốn cái gì? Nếu ngươi là thần đèn thật sự, ngươi thử biến quái cho ta coi đi, đừng nói không như vậy. Được rồi, ta sẽ làm đây. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sao mặt hoang mang vậy? Cậu mặt làm lung lay diễn viên vậy? Hãy làm phép đi. Chuyện nhỏ, ta chính là thần đèn mà. Tí sủ dần mẹo thịnh tị ngọ mùi, cháu lên bà cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhè, không khóc nhè thì mặt trời đè nha. Tắt đèn. Trời ơi, thiệt là diệu kỳ. Ánh sáng đã biến mất, mặt trời đã không còn. Ủa cái này là cái gì anh? Không, tắt cái đấy là đi luôn. Điều đó là đủ rồi. Ok, được, hợp lý. Tôi tin anh rồi, tôi tin anh rồi. Nhưng mà trước khi tin, chúng ta phải mở ánh sáng trang quà để thấy mặt của nhau mà diễn. Hỗ trợ. Có sự hỗ trợ nữa. Cái đó là xin người ta. Dưới kia nó quan trọng lắm, nó không chịu là không lên. Ta là chủ nhân của ngươi. Dạ, chủ nhân. Ta là giải cứu ngươi ra khỏi cây đèn đó. Dạ. Ta muốn ngươi giúp ta một việc. Việc gì ạ? À? Ta nghe nói là chưa, nó cứu ngươi. Còn thật sao? Thật vậy sao? Rồi chạy vòng xong rồi trả lời. Chạy vòng xong trả lời. Sao? Ồ, mấy đứa này nó nhiều sức quá ta. Đúng như vậy à? Đúng như vậy đó. Là nói vừa chạy đúng không? À, quên, mình quên quá. Ta là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân? Đúng, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta chạy đây. Diễn gì mà không có chút tâm lý gì vô chạy không? Diễn viên gì diễn yếu, xử lý gì kỳ. Để ta diễn có tâm lý đó Vân. Anh diễn không có tâm lý á. Trời ơi, đây đúng là thần đèn. Đây đúng là thần đèn. Đúng rồi, người ta nói gặp thần đèn sẽ mỏi chân lắm. Đây đúng là thần đèn. Đúng rồi, ta chính là thần đèn. Anh làm gì? Thần đèn. Thằng đèn mệt chưa? Mệt nha thằng đèn. Mệt nha, mệt, mệt. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt. Hồi nãy tao chạy có 2 vòng à. Tâm lý sâu quá. Sâu quá. Không phải diễn cái mặt nó thật quá nên dừng lại nó không tiện. Ok. Chạy lại rồi. Đi. Ok tôi. Mình chạy đúng 3 bước mình dừng nha. Ok. Đúng 3 bước để hợp lý đúng không? Hợp lý. Đúng rồi. Trời ơi, đúng là ngươi rồi. Đúng là ta. Mình bỏ qua những chuyện nhỏ đi. Đúng rồi. Mình vô lấy phép luôn đi. Giúp ta đi. Ta muốn ước. Ước. Ta ước. Ta ước. Ê, cái gì vậy hả? Ta muốn ước mơ. À, chứ không phải là ước nhẹp. À, phải nói là ước mơ. Đúng. Được ước nhẹp thì gì nó dễ hơn. Ước mơ, ước mơ. Ước mơ của bé là gì? Ta muốn làm một điều gì đó có ích cho Dương quốc này.
ngươi có thể nào giúp ta bắt cóc công chúa được không? Không thể nào như vậy được. Là một người đàng hoàng và một người hết văn. Ngại hả? Là một người chính trực như thế này thì làm sao có thể bắt cóc người khác được chứ? Tại vì ngươi biết không, cha, vua cha, vua cha rất gian ác. Vua cha luôn hành hạ những người nông dân nghèo khó. Ta muốn giúp đỡ những người dân đó bằng cách bắt công chúa tạo áp lực cho vua cha. À, như vậy chỉ là một kế hoạch mà thôi. Một kế hoạch thôi. Dạ thưa chủ nhân, tôi sẽ giúp người. Được. Hỡi dòng tôi, ta người dòng, hãy đem người con gái đẹp nhất tới đây. Ngươi là người đem ta ra đây, tại sao đã bắt cóc ta ra đây làm gì? Trời ơi, ta đã lộn phép rồi. Phép thuật là biến công chúa, tại sao biến đến cái con đuông dừa lùng tịt như thế này? Lùng tịt hả? Ta đã giết ngươi vì ngươi bắt cóc ta. Chị giết em là chết luôn á. Rút đa giùm em cái. Đúng rồi. Trời ơi, bóc cái gì vậy? Cái gì vậy? Quyết. Thần mà cũng có quyết hả? Ta giỡn thôi, làm gì có cái cục quyết sầm đế này được chứ. Quyết sầm đế. Ta là một thần, làm sao ta có thể chết được chứ. Ta đem người tới đây là để gặp anh chàng này. Thì ra ngươi là người bắt cóc ta. Ra đại. Lẽ lẽ đúng rồi, tại vì con điên vậy trời. Con này mới là người dòng nha. Người dòng phải không? Trời, không có một tâm lý diện. Mấy đứa nhớ nghe chưa? Mấy đứa nhớ nghe chưa? Nhớ tụi bay nha. Không một chút tâm lý nào. Đúng. Diễn vô tri. Tới đi tiếp chiêu còn bà tới đi chạy bộ. Đúng rồi. Giờ lần sau là mấy đứa mình diễn trước. Đừng nói chuyện ngoài lời ạ. Vô diễn đi ạ. Vô diễn đi kia. Trời ơi, nó la chị kìa. Em phải chụp ngang chị nha. Chết chị Hương thôi. Tôi thua. Còn con chú mà đánh nha. Thôi gì kỳ vậy? Chị em vô diễn cả lớp phối hợp mà chị bẻ cổ em. Thôi, đừng có đem thù hận đến trái đất này nữa. Tiên đồng và ngọc nữ, hãy mang tình yêu thương đến cho mọi người đi nào. Em biết nhảy không? Biết. Nhảy. Hết vòng, hết vòng, tay xuống. Xuống luôn, đi luôn, đi vào. Vô trong luôn. Rồi chị lên nha, xoay nha. Xoay. Ôi, cảnh này thật đẹp. Bé đừng đang đẹp. Này hỡi đôi trai tài cái sắc kia. Từ từ, chóng mặt quá. Này hỡi đôi trai tài cái sắc kia, hai người hãy trao cho nhau nụ hôn nồng cháy đi nào. Ha ha, thiệt ha hê, thiệt ha hê á. Ôi, nụ hôn của ta với công chúa thật là... Diễn thêm vậy thôi. Diễn thêm này. Đám mệt mà về mới mệt nè. Trời ơi. Trời ơi. Con xin ngươi hãy cứu Aladdin. Trời ơi. Tại sao ông gạt ta? Tại sao ta chỉ hù mình ta có một cái mà ta chết? Hoàng tử. Thả cái đầu xuống này nha. Thả cái đầu. Đập cái đầu ra ngoài. Đó. Trời ơi, ta đã làm lộn phép rồi. Ôi, tráng sĩ đã chết. Ta sẽ dùng đôi môi gợi cảm nhất ba tư này để mà cứu cuộc đời chàng trai. Kêu cứu. Ta không giấu gì ngươi, kiếp trước ta chính là thần cá lau kiến. Để ta phụ cho. Trời ơi, chết luôn, không dậy được luôn. Hắn làm cương thi luôn được kìa. Trời ơi, ghê vậy. Ôi, công chúa, cảm ơn nàng đã cứu ta. Dạ không, ta không khôn chàng. Có cá chùi kiến bên kia nó không đó. Trời ơi, thần môi. Đúng rồi. Vậy là thần đã cứu tôi, cảm ơn thần rất nhiều. Còn cô? Cái gì? Còn em, chúng ta hãy cùng yêu thương nhau, đừng để thù hận làm ảnh hưởng nữa. Đúng rồi. Vô đây chi cha. Ủa chứ đi đâu? Hả?
hai người yêu nhau phải trả tự do cho ta. Đúng rồi, bây giờ các người đã có đôi có cặp rồi, hãy mau thả tự do cho ta đi nào. Ta phải làm gì? Ta phải đập bể cái bình này thì cứ mới được tự do sao? Không, lấy cái bình đó đập vô đầu ông thần, coi như hủy cái bình này thì ông thần sẽ không bao giờ làm lính của mình nữa. Để tôi giúp thần một đoạn, mình diễn luôn nha. Thần sắp được tự do phải vui lên. Tôi sẽ giúp thần. Chưa chúng xạo xạo tôi chưa nha. Thần lố quá thần ơi. Diễn lại cho nó đúng với người ta coi nè. Mà có đập đầu đâu. Mình phải diễn hơn người ta. Cho tiếng đập đổ vỡ nha. Ta sẽ cứu ngươi. Yeah. À. Hốt cái gì đấy? Ốc quá. Trời ơi, chỉ cái miếng mà dơ mà dũng chứ sao. Hãy cùng trở về kiến thiết lại quê hương thôi. Thần ơi, về quá. Quá hay luôn. Đây nè. Nè nè. Cái gì vậy? Cái gì đây? Trời ơi, xuất sắc chưa? Đúng rồi, phụ mình bên yoga mà đưa cho mình cục tạ nặng thế. Hãy chụp. Hãy chụp nha Thuận. Hãy chụp Thuận. Thôi đi. Hay quá. Trời ơi. Công nhận cái công ty này thì nó lát mà nó đuối nó lạ rớt xuống kịch chết rồi. Hay quá. Cái phòng tập này là giờ đang là số 1 nha. Không có số 1 chị. Em thấy là tất cả VT vô đây đều là có ngoại hình hết. Nhưng mà tại sao bạn khoa mạc này không có ngoại hình mà chị vẫn tiễn vô vậy? Trời ơi, yoga em, bạn nó làm nhiều cái động tác quái vật lắm. Đúng nhiều rồi. Cái chân như này em ngoéo luôn cái đầu luôn. Em đó làm, đó làm đi con. Sao cái nhạc kỳ vậy? Đó, hay chưa? Để lên luôn. Thấy chưa? Thấy ghê chưa? Hay quá, đúng là thầy, đúng. Chị phải kiểu như khen thưởng tụi em. Bao nhiêu khách vô đây tập từ cái body mà mập như hoàng mập vậy đó. Mà bây giờ đẹp, nơi đẹp luôn. Thiệt. Chị nói đó, em không, tụi em không dám nói gì nữa. Nói mà em mắc cười mà xì nước mũi luôn á. Mọi người có nhớ những ngày đầu tiên anh Hoàng bước vô phòng mình không? Anh bước tới đâu là nứt sàn tới đó. Đúng. Ảnh là lúc mới bước vô như trái banh vậy. Trời ơi. Bây giờ ảnh xuống đẹp lắm luôn em. Bởi vì cái phòng gym của mình bây giờ nổi tiếng. Khoa ơi, bây giờ là cái phòng tập yoga của em đó, mới làm mới lại hết luôn, em vô em coi coi. Thuận em cũng vô lên coi cái phòng của em luôn nha. Dạ, em vô luôn nha chị. Không, em cái nhiệm vụ của em là cái gương mặt của đây luôn mà. Dạ, ủa là em hả chị? Trời ơi, tại vì ông khách này là khách VIP. Cái gói của ổng là tập trọn đời. Dạ, nha, dạ. Đây, khách VIP đây. Dạ. Đó. Trời ơi, chào anh Hoàng. Không có mập. Ê, chào chị. Dạ. Tôi tới đây để đăng ký tập, tôi có liên hệ với lại bên công ty mình trước rồi. Dạ có, dạ ký hợp đồng hết trơn, là gửi lên mail cho anh, nên anh ký hồi đáp rồi đó. Dạ đây là PT. Ồ, dạ, chào số anh. 1 của phòng tập này. Dạ em chào anh. Anh tên gì? Dạ em tên là Jimmy Lâm. Tên nghe líu lo hả? Jimmy Lâm. Thật ra tôi có nghe một người bạn của tôi nói là phòng tập này tập rất tốt, cho nên tôi cố tình tới đây. Mọi người có biết anh Hoàng Mập không? Ủa là Hoàng Mập giới thiệu qua nè. Bạn thân của tôi. Ở nhà anh tập rất nhiều, anh xuống cân liên tục. Anh nói bên đây thiết bị rất tốt. Dạ tôi tin. Anh muốn theo body fitness hay là building? Tôi bị ít ăn, tôi muốn tập cho mệt mỏi, đói. Tôi muốn ăn nhiều. Dạ mình qua trung tâm dinh dưỡng giùm em ạ. Bên đó không được. Không được. Tôi muốn ăn uống theo kiểu là mình luyện tập, mình mất sức và mình thèm ăn. Tôi muốn như vậy. Anh giúp giùm tôi nhé. Dạ, nhưng tiền mà... bạc đối với tôi không thành vấn đề. Thấy ghê chưa? Dạ. Em hứa với anh là sau 3 tháng body của anh sẽ có một sự cải thiện đáng kể. Anh muốn bao nhiêu muối? Tôi muốn một hũ. Một hũ muối. Đúng. Ngoài cái anh này ra còn có hai anh PT cũng số 1 ở đây luôn. Tôi sẽ mời mấy anh ra giới thiệu. Đây. Dạ em chào anh. Chào em.
À, dạ không biết hôm nay là anh đến đây là anh tập về gì ạ? Tôi sẽ tập ở một ngày khác. Còn bây giờ tôi muốn hỏi là ủa phòng tập của mình chỉ là tập cho trai vậy không hả? Còn những cô gái có tới đây tập không ạ? Dạ có chứ. Trời, tôi muốn tập chung với mấy cô gái đó. Nghe nói ở đây mấy cô gái tới tập ai cũng dễ thương đúng không? Có, nhưng mà thôi giờ khoan đi, trước tiên là mời anh đi tham quan một vòng. Mời anh, mời anh đi hướng để tôi dẫn anh đi cái phòng yoga của tôi. Rồi đi. Phòng mới làm xong. Đi. Dẫn đi một vòng vô cái spa cảnh hưởng thụ luôn nha. Ôi phòng yoga đẹp quá. Chambiti, long time no see. Yeah. Hôm nay sức khỏe em như thế nào? Em rất khỏe ạ. Em đang bị cảm nên sao mà mặc áo khoác gì cưng? Dạ không, tại vì dạo này mỡ hơi nhiều nên mặc cho mồ hôi nó ra. À, vậy bây giờ em đã sẵn sàng nên chúng ta học ngày hôm nay chưa? Dạ vâng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học quát mông. Thì em thấy cái vòng ba của em nó hơi bị yếu một miếng thôi. Bây giờ mình sẽ tập trung và làm cho vòng ba mình đầy đặn hơn, hấp dẫn hơn. Dạ, dập. Ai dục rác đây vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai? Ủa chị hả? Chị. Dạ sao chị giục gì ra vậy? Rồi có cái dây đó đi băng vô đùi cái mình tập squat cho cái mông lên á. Dạ. Chị nghe hết, chị coi camera chị thấy em thiếu dây đúng không? Trời hay quá, cảm ơn chị. Dạ. Nghe nói cái dây này là phải chọn. Đúng rồi, mình khởi động trước đi bé ơi. Khởi động đi nè. Khởi động trước hả? 3, 2, 1, vô. Vô, nhảy lên. Vô. Giống me aerobic quá vậy. Đúng rồi, nhảy khởi động cho nóng luôn em ơi. Ok. Quay đùi em ơi. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ. Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, hai chân nhẹ xuống, đẩy xuống. Đẩy xuống, thẳng lưng nè, em phải thẳng lưng. Cho anh xin phép đụng vô người em được không? Được. À, được hả? Thẳng lưng nha. Vòng ba đưa lên nha. À, xích ra miếng. Đúng rồi. Ok. Rồi, xuống em ơi, xuống chân. Thẳng đúng rồi, xuống. Đúng rồi. Một. Hít đều thở ra nha. Lên. Đúng rồi. Xuống. Đúng rồi. Cái tay, cái tay. Lên. Cái tay. Thì ra em lén lút bỏ nhà đi vào mỗi buổi chiều, rồi trở về ướt đẫm mồ hôi là để làm những chuyện khó coi như vậy à? Ủa, anh là? Tôi chính là người yêu của Nếp. Ủa gì vậy? Anh đi đâu mà theo dõi tôi hoài vậy hả? Từ đó tới giờ tôi quen anh là anh tới ngày đi theo tôi hoài luôn. Anh không để cho tôi một chút tự do nào hết vậy hả? Cô nói cô thương tôi. Vậy mà cô để cho người đàn ông đó dùng những ngón tay thô thiển mà... Anh xứng đáng được như vậy. Anh có hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu đó là sự tôn trọng, là tin tưởng, chứ không phải tới ngày theo dõi, quan sát, rồi ghen tuông. Nếu không theo dõi thì làm sao thấy được cảnh này? Cô và anh Michael Moy bên kia thao tác những động tác vô cùng. Anh ơi, mình đang thao tác với nhau mà anh chạy đâu vậy? Không phải, cô gái đó là bạn gái tôi. Anh này, Chambiti này, tôi thấy rõ ràng kết. Chị ơi, cứu em chị ơi. Không, cứ từ từ anh nói. Chị, boxing mà. Trời ơi, chị ơi, em đổ dầu vào lửa nữa. Chị ơi, chị mình bà chủ mà. Bình tĩnh. Có chuyện gì? Trung tâm của chị lớn mà tại sao cái anh đó? Ban tôi hỏi một câu nè, anh là gì của cô ta? Đúng. Tôi là chồng sắp cưới của cô gái đó. Nè, nghe nè, sắp cưới chứ không phải là đang chồng đương thời. Anh tưởng anh giàu muốn vô la gì la, anh bình tĩnh nghe người ta nói nè. Người ta vô tập thể thao, tao làm gì làm sùm. Bây giờ anh muốn nói cái gì nói cho đàng hoàng coi. Anh không có nhúng. Nhưng mà tôi thấy cái anh đó, không có cà lông. Cái anh đó, cái lúc mà anh tập cho bạn gái tôi, anh động tác tay mà cái môi của anh rung lên nhìn vô cùng râm ruột. Nhìn ánh mắt tôi không thể nào chấp nhận được. Tại sao em lại làm như vậy? Tôi đã đập hết tất cả tin nhắn trong điện thoại em rồi. Tôi đập hết rồi. Có BT nào mà hỏi em ăn chưa? Ăn gì vậy? Có mệt không? BT nào? BT nào mà không hỏi như thế? Đúng rồi. Công việc của em mà. Bây giờ tập cho anh thì cũng phải hỏi là anh ăn uống thế nào, chế độ ăn uống nó ảnh hưởng tới cái tập rất là nhiều. Ba người đều nghĩ là chuyện nhắn tin cho bạn gái tôi là chuyện bình thường hả? Không, sắp tới tụi em cũng nhắn tin cho anh vậy đó. Anh ăn gì chưa? Anh ơi, anh dậy ăn đi. Đánh răng xong rồi ăn đi anh. Anh ơi, ngủ đúng giờ nữa. Bà Phần, anh là cái gì vậy? Hiểu không?
Ủa không thể nào được, PT là làm gì có cái chức năng đó, cái đó là của bạn trai, người ta lo lắng cho người yêu. Không, tụi em phải hỗ trợ về cái việc mà ăn uống của khách hàng luôn. Cho nên là tụi em phải nhắn tin thường xuyên như vậy đó. Tôi không tin, tôi không tin. Đồ gian dối. Cô phải trả giá chuyện gì cô làm. Cô phản bội tôi. Ủa tôi... tại sao? Tại sao phải trả giá? Không có gì phải trả giá hết á. Lần này đi, nói nghe nè, bình tĩnh. Mình là người giàu có, mình là người có trí thức chứ không phải vô tri. Ta nói đúng rồi. Nè bây giờ anh không có tin tôi đây, là tôi là một cái người phụ nữ đại diện đây ha. Tập thể thao thì phải có sự va chạm. Ví dụ như anh sai, ví dụ anh khum người xuống đi như hồi nãy, thấy không? Anh sai thì tôi xin phép anh đi tôi vịn vào để chỉnh cho nó đẹp. Tay cô, đôi bàn tay hư hỏng. Tôi hư hỏng đâu mà hư hỏng. Cô gài tôi giữa bốn người mà cô còn gài tôi. Trời đất ơi, bốn rồi tập riêng với cô còn đối xử với tôi như thế nào rồi, nữa? Vậy anh ra đứng giữa đây nè. Anh lần đầu tiên như phòng tập đúng không? Tôi ít tập nhưng mà tôi không phải là bị ngu. Tôi biết. Không phải anh ít tập, anh chưa bao giờ tập. Có đúng không? Tôi cũng tập nhiều lắm. Tập ở đâu? Ở nhà tôi tập tại gia mà, tôi tập với anh Hoàng Mập đó. Trời đất ơi, nói nghe nè anh ơi, anh phải vô đây và ta có chế độ ăn uống nè, chế độ tập, cái đó là cái điều rất là bình thường. Vậy là PT ai cũng phải nhắn tin lo lắng cho cái người mà mình tập chung như vậy hả? Dạ đúng rồi, nhắn cái đó là bình thường chứ không có tình cảm gì hết anh. Anh thề đi, anh thề nói láo anh bị xuống cơ đi. Tôi thề nói láo bị xuống cơ. Tôi thề luôn, tôi nói láo tôi xuống cơ. Vô lý. Tôi thề với anh, nếu mà tôi nói láo anh là tôi không còn cao và đẹp như vậy nữa. Trời. Xí nghiệp bên mình toàn thề mấy câu ép không. Anh thề đi. Tôi thề nếu tôi nói láo tôi bị xuống cái môi. Thấy chưa? Tôi tin đôi môi này. Thầy đọc không? Đó bây giờ anh tin tụi tôi chưa? Có nghĩa là tập thể thao nó là như vậy. Vậy là không có. Dạ không có, tụi em là xin phép trước rồi. Đúng không em? Đây là một cái cô mà cổ là khách VIP. Nhưng mà cổ cũng là một cái người mà để cho khi mà chúng tôi tập cho cổ mà cổ được đẹp lên là đây là vinh hạnh của chúng tôi luôn. Vì tôi biết là cổ sẽ sắp sẽ dự một cái cuộc thi rất là lớn. Mà quan trọng nha, tôi là những người tập đàng hoàng một cái phòng tập chuyên nghiệp. Anh phải hiểu được bạn gái mình, chứ phải sồn sồn vô gây lộn vậy. Nói cho bạn trai em hiểu cái vấn đề mà em tới đây tập như thế nào đi. Thôi được rồi. Để lấy uy tín cho công ty chị. Những chuyện này có thể là do tôi sai. Sai luôn rồi chứ có thể gì nữa. Anh trai à, khi anh có vợ anh sẽ biết. Không, thật sự bình thường tôi gặp yoga là tính tôi nó mát và dịu dàng lắm. Nhưng gặp anh thấy nóng lắm. Sai là sai rồi. Thì sai thì mình sửa. Đúng rồi. Mình xin lỗi rồi. Cuộc đời ai mà không phải sai đúng không? Đúng. Dạ. Anh xin lỗi đi. Em à, với sự giám sát của các anh MBT, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời. Thậm chí anh có thể đi tập cùng em cũng được. Bỏ qua cho anh nha em. Không. Ủa sao vậy em? Cái nết tôi là không. Ai cũng có chuyện sai mà em. Anh sao không bao giờ theo dõi em, không bao giờ làm mất riêng tư của em nữa. Anh là đang gọi là chiếm hữu chứ không phải là tình yêu. Tình yêu là sự tha thứ, là sự bao dung, là thấu hiểu, là nghĩ cho người yêu mình tốt hơn, chứ không phải là ràng buộc người yêu mình để người yêu mình lúc nào cũng cảm thấy lại bị theo dõi và không tin tưởng. Anh biết không, tình cảm mà không tin nhau á khó lắm, khó bền lắm. Mà em thấy á, anh đã không tin rồi á, thì bây giờ có tiếp tục cái mối quan hệ nó cũng không có đi tới đâu á. Em nghĩ đây là bài học đáng nhớ của anh để anh với người phụ nữ tiếp theo sẽ có một cuộc sống tốt. Còn em sẽ đi tìm tương lai mới cho em. Bởi vì đối với em, niềm tin đã mất thì em sẽ không ở lại. Trời ơi. Trời ơi, đâu rồi? Đâu? Đừng chạy theo. Cho ta có khoảng không. Anh ổn không? Ổn. Bình thường mà, đi tập thể dục bị chia tay là chuyện bình thường thôi. Có gì đâu còn buồn. Thôi được rồi, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ cho mọi người biết là tôi sẽ thay đổi, tôi không bao giờ nóng tính như vậy nữa. Tôi sai rồi, anh đi đang nghĩ nhẹ rồi nè. Nói nhẹ đi, tôi sai rồi. Trời, cái nết kìa nó bỏ là phải rồi.